Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em Những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp Cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý Phù hợp với bản thân Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó Còn phải thật sự là chất lượng Phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao Thuộc dòng xe địa hình MTB Tên xe cũng như là thương hiệu của nó là Crotech các bác nhé Crotech này mã của nó là A Huger đó tất cả chữ cũng như mã xe đều in trực tiếp ở trên khung các bác nhé in trực tiếp từ nhà máy à, A Huger này thương hiệu 100% là thương hiệu của Đức nó cũng là một trong những cái nhánh của hãng xe Coratech các bác nào mà đã chơi những dòng xe Coratech mà thương hiệu của Đức rồi thì các bác biết Coratech và Corotech này đều là cùng một hãng đó là thương hiệu của Đức và chiếc xe ngày hôm nay thì nó là sản xuất tại Taiwan là Đài Loan các bác nhé và đặc biệt nữa là chiếc xe ngày hôm nay là được trang bị nguyên bản là bánh 29 inch đó 29 inch hiện tại ở thị trường Việt Nam mình thì các bác đạp xe MTB hoặc đi thể dục thể thao cũng như là các bác chơi xe đạp cũng đều rất là ưa thích cái dòng từ 20 bánh 27.5 trở lên cho đến bánh 29. Đó, nhiều các bác ưa những dòng này đạp nó rất là thoát xe và là thoáng người. Đó em cứ nói qua là như vậy. Có nhiều những bác vẫn cứ thích là cặp bánh 26, nó không tùy từng người các bác ạ. Tùy vào từng sở thích. Nhưng mà để mà nói bánh 29 inch này thì cá nhân em thì công nhận cái vòng bánh của nó to, đạp nó rất là thoáng và thoải mái. Và chiếc xe ngày hôm nay thì các bác mà muốn mua mới nhé Được với cái cấu hình như trên chiếc xe Như trên video em đang quay đây Thì các chất tất nhiên rồi Các bác mà muốn mua mới thì các bác phải bỏ ra số tiền Nó phải hai mươi mấy triệu đấy các bác ạ Hai, hai mươi mấy triệu mới mua được Một chiếc xe mà trang bị với cấu hình như thế này Nó tùy vào từng thời điểm nữa cơ Nhưng mà rẻ nhất nó cũng phải hai mươi mấy triệu rồi Đó mà cái nói thật với các bác Cái giá em bán chiếc xe này cuối video em sẽ công bố thì À, các bác nghe xong thì các bác nói thật là các bác cũng giật mình về giá và các bác thấy nó cũng giá nó quá rẻ. Và cực kỳ hợp lý so với thị trường Việt Nam mình đang bán. Các bác mà mua một con bánh 29 inch với cái cấu hình như này thì thật sự là nó cũng không có rẻ đâu các bác ạ. À. Và em xin phép em đi vào chi tiết cấu hình, đồ phụ tùng của chiếc xe này để cho các bác được biết và hiểu rõ hơn nhá. Nói chung trong tầm tiền các bác mua con này tuyệt vời lắm các bác ạ. À. Đó, quá ok luôn xe được trang bị cặp phanh đĩa dầu thủy lực Shimano của Nhật nhé. đó, cái phanh này thì em nói khá nhiều trên video của em rồi. riêng cái nó thiết kế mà cái ống dầu ở bên ngang bên trên này nó vát cái kiểu này này, là thường thường nó mã phải là đầu ba. đó, tí nữa em sẽ quay xuống dưới củ phanh cho các bác biết nó sẽ sẽ hiển thị ở dưới củ phanh nó cũng có đấy. cặp phanh này cực kỳ chất lượng này. tiếp đến này, xe được trang bị cấu hình cực kỳ ngon. các bác ạ, bình thường nhá, ví dụ đều đây à 610 hoặc là M6000 chẳng hạn, nó cũng đã là gọi là cao cấp rồi. Nó chỉ được trang bị là Lip 10. Nhưng con này là đều lên 5100 nhưng nó lại là đời mới nhá, thì nó lại là 11S. Đó, là Lip 11 tầng. 11 tầng thì nó tương đương với nếu mà tính tầng ấy thì nó tương đương với SLX và 7100 này. Hoặc là đều lên 6100 này. À 6100 thì là 12, nó tương đương với XT 8100. Đó, Lip 11 mà và đĩa một nhé nói chung là đĩa và líp này thì các bác đi tất cả các loại cung đường kể cả thích đạt tốc độ cũng như là leo đèo leo dốc rất là vô tư bởi vì sao bởi vì nó phụ thuộc vào cái đĩa này lại là 36 t nó quá đẹp luôn các bác ạ tí nữa em sẽ nói rõ về cái đĩa hơn cho các bác biết nhé tay nắm này tay nắm này thì nó rất là êm nhưng là ưu điểm nhé tay nắm này toàn có ưu điểm chứ không có nhược điểm ưu điểm là như này các bác đi chẳng may đi trời mưa này hoặc là tay có mồ hôi này không bao giờ ngấm vào đây Ví dụ nhiều những dòng tay lắm nó rất là êm Nhưng mà ví dụ dính nước vào đây nước mưa mồ hôi thì nó sẽ bị ướt nó thấm vào đây Lâu ngày nó sẽ bị mục, bị rách Hoặc là có mùi hôi Nhưng con này không bao giờ có nhé Không có hiện tượng đó luôn Tay lái và post tăng là bằng nhôm nhé Nguyên bản theo xe luôn Đó à, Cái người chủ cũ thì người ta à, xoay người ta, người, ta, người ta lật ngược cái post tăng này lên Tất nhiên là post tăng này cho ngược lên cũng được mà úp xuống cũng được nhưng mà đúng ra của nó là phải úp xuống nhé Nhưng mà các bác biết tại sao người ta cho lật ngược lên để lúc người ta đạp ấy nó đỡ bị cúi vai cái ngả cái lưng của người ta tiến về phía trước nhiều quá nó sẽ hơi đứng lưng lên đạp nó sẽ thoải mái hơn nó tùy nhá để nguyên này hoặc úp ngược cũng được tùy các bác nhưng tất cả là nguyên bản nhá à, phản quang trước này nguyên bản theo xe và phanh bên trái simalo này đó tay làm bên trái này các bác nhìn cho em à, nó đẹp nó còn mới thì nó phải nhìn tổng thành nhá tổng thành không riêng gì một thứ đồ ở trên xe mới mà mình đánh giá cả xe mới được không phải mà phải là tổng thành toàn bộ khung sườn vành bánh lốp tất tật tật đó tiếp đến ạ xe được trang bị chiếc phục hơi nguyên bản theo xe nhé đây các bác nhìn này phục hơi thì ở bên này nó có cái chữ AIR đó AIR là cái lắp van nhé à, bơm hơi và xì hơi ở tại đây cái lắp chữ AIR này cái van này có thể là vặn được ra nhé vặn được ra này nhưng mà cái này là để vặn vào như này để cho nó có nghĩa là tránh trường hợp đi nước này bụi bẩn nó vào trong cái khe của cái van này các bác nhé còn vặn ra vô tư bơm được em đã bơm cân chỉnh đây này em vặn đây này đấy, nó vặn rất là chặt em vặn được cái van này ra cho các bác xem luôn nhé tại vì là bơm hơi và xì hơi thì nó thể hiện ở trên cái van này luôn này đây nó nguyên bản thế nó vặn nó hơi chặt một chút nhưng mà quay video thì cứ chia sẻ thật lòng nhá các bác nhìn thấy chưa đó thụt hơi nó phải có cái đấy. đấy đây là cái lắp đậy vào này mỗi một hãng thụt nó thiết kế một cái lắp đậy khác nhau nhá đó các bác nhìn này thuộc hơi phải vậy vút Thuộc dầu là không có đâu nhé Và bên này là khóa hành trình ABS này Gạt ra đằng trước là nhún đó, Các bác vào đi cung đường xấu Nói chung MTB các bác đi cung đường Ví dụ là có nhiều đá sỏi Các bác gạt ra đằng trước này đi nó êm ái Nó không bị sóc, nó không bị ê người, ê tay, ê mông à, Còn các bác đi vào những cung phố Cung đường đẹp chẳng hạn đấy đường nó đẹp à, các bác muốn đạp nhanh, đạp tốc độ đó thì các bác không muốn cái thụt này nó nhún này, nó nhún nó sẽ bị mất cái độ vọt độ trớn của xe thì các bác vẫn ngồi trên xe cũng được. Các bác gạt này. Gạt nó về sau cho em nhé. Đây này, lấy cái tay gạt này. Đấy, chuyển gạt sang ngang này và gạt về sau là nó đã khóa vào rồi còn gạt về trước này là nhún rất êm ái nhé các bác nhìn này cái điều đặc biệt trên chiếc xe này cho các bác xem nhá à, bởi vì sao em gọi đặc biệt các con xe phục hơi trên thị trường nếu mà có cái gioăng uh, ca su hành trình này gioăng ca su hành trình này là từ ở hãng nhá nó có sẵn nhá à, nó liền nhau luôn này, này. đấy à, các bác nhìn thế có nghĩa là ví dụ như ở một bên uh, các bác có những cái gioăng ca su này nó chỉ thể hiện gắn cho một bên thôi cái ti phuộc thôi ví dụ bên trái hoặc bên phải nó tùy theo hãng nhưng các bác nhìn này hãng này nó có hai cái cơ. Đấy, đó cả bên ống uh, phía bên này nó có một cái ống lò xo so dầu và bên này là ống hơi Đấy em cứ giải thích qua như vậy Đấy, các bác đo hành trình này, các bác trong quá trình các bác đi các bác gạt hết xuống nó như này ừ, gạt hết xuống như này à, ví dụ đi cung đường xấu ấy có ổ gà thì có đoạn nào nó nhún cao nhất của cái cung đường đó khi bác kết thúc cung đường đó Ví dụ cái này cái tụt nó sẽ nhún nó sẽ đẩy các sùi lên mà thì nó lên tới đâu à, hành trình nó lên tới đâu thì các bác chỉ cần nhìn đo là các bác biết là à cái đoạn cổ ổ đó cái hố đó là cái hành trình của nó là lún sâu gần này gần này đó em cứ giải thích qua như vậy cho các bác biết nhá đây nó có hai cái hãng này nó làm rất là cẩn thận đó và cái phuộc ở trên à, à, nguyên bản trên xe này là của hãng nhá à, người chủ người ta lên cái tem lên cái tem dốc sốc nhìn cho nó hài hòa cho nó đẹp thôi các bác ạ đó các bác nhìn này Đây là cái tem nhá Cái tem người ta lên thôi Em cứ lo giải thích qua như vậy Buôn bán nó chia sẻ nó thẳng thừng và thật Rõ ràng à, Ti này bánh này Ti bật này Đây là ti bật này Bánh tháo mở khóa bằng tay là Xe nó chạy là... bạc đạn hết nhá Bạc đạn hết may ơ trước may ơ sau Kể cả là đùi đĩa luôn đó và đây phanh của nó nó có thể hiện trên số em sang bên này em quay cho các bác tại vì lúc đầu video em đã nói rồi đây ạ chắc chắn luôn nhìn cái ổ phanh là chỉ có mãn đầu ba thôi con này là br M355 nhé Đó à, Con này được trang bị à, cặp lốp mươi à, 29 ninh của hãng Kenda Đó các bác nhìn này Mới chưa ạ Có mới hay không thì các bác nhìn cho em nhé à, Rất là mới mươi à, 29 ninh nhá Con này là bánh 29 Thụt 29 không 29 tất là thật luôn Đó vành may ư, tất cả là của hãng luôn Các bác nhiều bác có thể hỏi nó là vành hãng gì may ư, hãng gì Thì xin thưa các bác rằng Có những hãng người ta sản xuất ra khung Người ta vẫn còn sản xuất ra được cả vành hoặc là may ơ để người ta gắn hoàn thiện trên một chiếc xe. Nhưng có những hãng người ta chỉ sản xuất ra được khung vành thì người ta lại đặt của một nhà máy khác, một hãng khác. Đấy em cứ giải thích như vậy để cho các bác dễ hiểu. Dây thì nó đi bên trong. Có duy nhất là dây đi bên ngoài nhé. Là cái dây phanh dầu này này. Làm ở phía sau này. Phanh dầu ở phía sau ấy nhưng nó chạy dưới gầm này nhá Đấy, Em cúi ngày các bác nhìn thấy này. Còn đứng lên thì không nhìn thấy đâu con này nó rất gọn Tại vì là một là 11 mà Cực kỳ ok luôn Đó Và kể cả là Chính hãng của nó thì ở dưới gầm xe nhé Đây các bác này Kể cả nó là khung nhôm này Nó dập hẳn cái số Mã số của khung này Nó dập chìm các bác nhìn thấy chưa Đây này Ở dưới gần chỗ BB Ngón tay chỉ này Đấy, Đây là chỉ có máy nhá Máy nó dập nó đóng chìm vào đây này Đấy Mã số Và con này đùi đĩa này Đùi đĩa của nó là GX này à, Của nó là H À, tiếng Anh thì em đọc nó không được liền mạch ra đây, đây. H này, SLS này, GX nhá. À chính hãng. QR code này, mã QR code nó đóng uh, ngược ở bên này này, chữ MTB QR code đây các bác nhìn cho em này. Ở trên này nó còn ghi là thông số là BB24mm đây này. Đấy. À, và con này thì em cũng thấy quá tuyệt vời. Cũng ghi nhận là cái người chủ là phải nói là các bác biết đôi pedal này đây các bác lên trên mạng các bác đánh cho em chữ f i a t này Pedan này đó các bác nhìn cho em pedan xong có các bác đánh cho em cái mã này mg năm năm một các bác biết ngay chỗ rẻ nhất là đã là bảy trăm rưỡi một đôi này rồi còn có chỗ bán triệu mốt một đôi pedal này đó, đôi này chạy bạc đạn nhá nhưng đôi này là chất lượng lắm các bác ạ đó cực kỳ ok luôn đây tất cả tem các thứ là đều in trên xe nhá con này nó là size S các bác ạ size 16 và 16 là em đo từ tâm đây này, này. Đó, à, cho đến đỉnh khóa cọc yên là 16 nhé Nó gọi là xe S Trên xe có sẵn gọng nước này Đó Máy sau và vành sau cũng giống y như vành trước luôn Chạy bạc đạn nhé Ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay và lốp trước lốp sau đều chuẩn hết 29 inch này 29 này Nhân 2.10 Nhưng mà nó là cái cái răng nhỏ nhá Cái răng nhỏ này rất là êm và mượt này Chạy rất là bon Nó không bị uh, bám đường nhiều quá Nó không bị y trệ xe à, Em tí quên nên không bật đèn này à, trên con xe này có sẵn một cái đèn sau cũng rất là ok em thấy sáng lắm nó nhiều chế độ lắm về các bác dùng cũng đủ để dùng nó ok đấy yên về là trên chiếc xe này em thấy cái yên này cũng cực kỳ là bản nó to này ngồi nó rất là êm này êm này đó nó chỉ có yếu điểm một chút nè nó có một hai cái vết gọi là hơi sờm sờm ở đây tí này đấy, nó không phải là rách đâu nhá nhưng mà tổng thành cái yên này các bác nhìn cho em này nó vẫn nó vẫn nó còn đẹp này đó và rất là êm ái à luôn Tiếp đến bên này là xe được trang bị củ đề là đời mới nhá Các bác ạ, à. các bác phải biết là nó là đời mới 5 000 mốt Chỉ có 5 000 mốt với 6 000 mốt đời mới Thì nó mới có khóa hãm này này Đấy Khóa hãm này thì em giải thích khá nhiều trên video của em rồi Nhưng nghe video là em vẫn cứ giải thích Tại vì có nhiều những bác mới xem có thể chưa hiểu Ví dụ nhá Các bác đi vào một khung đường đó nào đó là các bác chỉ muốn chạy ở cái tầng 4, tầng 5 như này chẳng hạn này Đấy, Tránh trường hợp là cái này nó bị gập đi gập lại nhá Đây này, nó, nó nó gặp đi gặp lại này hoặc nó có thể nó văng nó văng cái củ đề nó có thể là nó có sự đàn hồi thì cái xích này này nó đang ở tầng 5 này chẳng hạn thì nó bị vào chỗ sóc nó quá lên nó lại bị tuột nó văng xuống tầng 4 hoặc là tầng 3 gì đó hoặc là cái củ đề này này Đấy, nó không giữ được cái xích này nó chắc một chỗ thì các bác khóa gạt cái này lại này đó gạt nó lên như này nhé ok luôn chắc lịch luôn này Đấy, thấy chưa em ấn còn không cử động được Đấy, còn các bình thường các bác gạt nó lại bình thường Đấy, thì bây giờ thì này các bác nhìn che này vẫn ok nhá đó và đây các bác mới lỗi này ly lông của củ đèn chưa bóc hết đây này các bác nhìn cho em này đó lip này 11 tầng mới cứng các bác nhá xích này à, simolo japan nhá xích xịn đây các bác nhìn cho em chữ japan simolo xịn luôn này à, simolo japan này đó đùi đĩa bạc 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 đạn cốt rỗng thì các bác biết rồi ngón tay em cho thẳng vào đây các bác nhìn này đó bê đan đùi đĩa này này đây tại sao em nói này nhìn các bác nhìn này đĩa 36 t này à, các bác nhìn thấy có một điểm tuyệt vời ở đây không đây này các bác nhìn này đùi đĩa nhá háng của đó này hss này các bác nhìn xem đĩa này đấy Hada này đồng bộ nhá đồng bộ với nhau hết nhá chứ không phải là nâng cấp hay lai tạp gì đâu nhá 36 t này cực kỳ ok này nhiều người nhiều xe em bán cũng là nguyên bản thôi thì nó là đĩa 32 32 thì cá nhân em đánh giá thì tùy vào từng sức từng người nhưng mà có thể là hơi nhỏ 34 cũng có thể là nhỏ nhưng 36 này nó rất là hài hòa này nó vừa phải và hài hòa đó, riêng 36 với 38 rất là ok luôn. Con này thì chắc chắn rồi, cối nó là không lổ đâu nhá, nguyên bản là không lổ đâu, hoặc có thể là lổ nhẹ tùy với các bác đánh giá thôi. Đấy, đây. Nhưng mà em nghĩ nó là không lổ đâu, nhưng mà nó trơn lắm. Cực chớn luôn. Đây, em sang này cho các bác nhìn này. này. một con xe đấy, nhiều con xe này các bác bảo là con xe rốt này em quay nó có cối lổ nó chạy bạc đạn thì em mới quay ở trên video để em quảng cáo thôi còn những cái con mà cối không lổ thì em không quay thì em không quảng cáo nhưng mà xin thưa các bác rằng kể cả là không lổ các bác thích em vẫn quay cho các bác để cho các bác ngắm nhìn thực tế trên cái video này để các bác biết rằng nó chất lượng hay không thì nó phải thể hiện trên hình ảnh video cụ thể là nó cực kỳ chớn đấy em vừa đạp có mỗi vòng em ra đây em nói bao nhiêu lâu rồi mà nó vẫn chưa dừng rồi em xin phép bên bác thành nhé đây nhìn cái của nó cực kỳ ok luôn búng búng ngón tay Riêng phanh dầu thủy lực này thì quá chất lượng. Mà con này nó còn mới lắm các bác ạ. Thật sự tổng thanh con này phải mới trên 90%, 95% luôn. Xe để em đo thực tế nó là size 16. Thì nó gọi là size S, bánh 29 inch. Chiếc xe này thì nói thật với các bác, các bác đạp quen rồi. Thì kể cả là 1m6, à 1m58 đạp được. Tại sao em gọi nó là size 16 mà lại bánh 29, bánh 58 được nhá. Các bác nhìn cho em này. Hãng này nó làm giống chéo đổ xuống dưới chỗ cái thân cọc yên này nhá chứ không phải có những hãng này ví dụ bánh 29 mà nó lại làm thẳng một phát sang như thế này này thì nó mới là cao đấy các bác ạ nhưng mà con này lại dòng chéo này nên con này cứ một m năm tám một m sáu trở lên đó cho đến khoảng một m là bảy đổ lại nhá đi là đẹp nhất và em cũng xin công bố rõ giá trên video này em bán chiếc xe này với giá 9 triệu tám trăm nghìn đồng nói thật với các bác Đấy các bác cứ mua đã đã từng chơi xe rồi Từng đi mua xe rồi thì các bác biết 9 triệu 800 nghìn đồng Mà các bác sở hữu được một chiếc xe phuộc hơi Phanh dầu Group DOD 5001 11 tầng đời mới Bánh 29 inch Còn mới như thế này thì thật sự Các bác kể cả là các bác không cần phải Suy nghĩ lăn tăn gì cả Tại vì bây giờ các bác ra ngoài thị trường bây giờ Các bác mua một con xe trên 10 triệu nhé Không cần biết nó là hãng nào nhưng khẳng định với các bác không bao giờ được cấu hình như thế này luôn Cùng lắm là thụt dầu thôi các bác ạ Đó là sự thật Vâng Tất cả những xe bên em là xe nhập lướt đã qua sử dụng Không tránh được về vấn đề cũ hoặc xước sát theo thời gian Con này thì mới 90-95% rồi Nhưng mà để ý vết xước nhỏ vẫn có nhá Ví dụ trên những cái tay phanh tay phiếc thì Có những cái vết nó hơi sờm sờm bé bé Nó bé quá thì em vẫn chỉ nói qua thôi Chỗ nào to thì em mới chậm lại cho các bác biết đây chỗ này có một uh, vết uh, Vết là em nghĩ nó là vết uh, vận chuyển ấy. Vận chuyển nó bị tì vào một cái gì đó Nó tì Nó tì nó mới bị gợn Ở chỗ cái điểm uh, Ở cái đoạn uh, thụt này này Cái cái cái, cái lớp sơn thôi nhá. Chứ không phải là sướt đâu Đây chỗ này này Chỗ này chấm chấm bé bé sướt sướt này Chỗ này là spa hết ngay Nhưng mà thực tế cứ báo các bác vậy nhé Vành bánh thì đẹp hết này Nên em không quay này Đó bên này thì không có gì này Bên này thì rất là đẹp này trên khung thì không có sước nhá không có đâu đẹp lắm chữ nó quay lên đầu nó còn bóng loáng đấy mà đấy, đùi đĩa thì để ý kỹ lắm thì một vài vết chấm li ti li ti thôi nhưng mà nó tổng thành nó rất là đẹp những cái chỗ này không có này vành bánh sau không có này củ đề bên này còn chưa bóc ly lông thì chắc chắn nó cũng không có xước đâu các bác ạ đây cọc yên không nói gì nhá cọc yên đưa lên đưa xuống thì không tránh được các bác ạ nói chung là đẹp lắm đây các bác nhìn này màu sơn chữ nghĩa mọi mặt toàn bộ rất là đẹp nói chung tổng thành quá đẹp 9 triệu 8 quá rẻ nói thật thì các bác ở chỗ khác mà những cấu hình như thế này bánh 29 mà đều đây 5 ngàn bốt mà phục hơi cấu hình như này các bác phải mua ít nhất phải từ 11 12 triệu trở lên đó là xe cũ đấy các bác ạ Vâng em xin phép kết thúc video đây nhé em cảm ơn các bác anh các chị đã xem video của em ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ tạo lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp thật là chất lượng để về phục vụ toàn thể mọi người em xin phép em chào mọi người ạ